Bán một căn biệt thự một trệt một lầu siêu đẹp luôn nha anh chị, hai mặt tiền, một mặt tiền đường nhựa và một mặt tiền trên phía sau luôn. Xây trên diện tích đất là 223 mét vuông, full thổ cư nha anh chị, hướng đông, và tặng cho chúng ta là cặp tranh nha, giác vàng luôn nha anh chị. Con rồng nè, con công nha, tổng giá trị thị trường cặp tranh này là khoảng 400 triệu nha anh chị. Xin chào anh chị đã quay lại với kênh Thức Bất Động Sản Miền Tây. Thì hôm nay em đang có mặt tại là ấp Bình An, xã Sông Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang nha anh chị. Cụ thể hơn, mặt tiền đường nhựa trước kia đó là đường nhựa lộ xoài nha anh chị, đường nhựa đường huyện 24B nha. Thì ở vị trí cái ngôi nhà này là cách cái quốc lộ 50 đâu đó khoảng là 50 tới 100 mét thôi nha anh chị. Ở đây thì chúng ta đi về chợ gạo Gò Công vừa được nha. Chúng ta đi vào cái thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang á, sát bên luôn. Thì xã Sông Bình này thì giáp ranh của thành phố Mỹ Tho nha anh chị. Thì mô tả trước nhà ha, cái mặt tiền chiều ngang của ngôi nhà chúng ta là ngang 12,42 từ cái cột đó qua bên đây. Thì chúng ta hãy nhìn cái độ hoành tráng của cái bậu cửa thôi. Rồi chúng ta sẽ nhìn sau về cái ngôi nhà nha. Thì nhà chúng ta là một trệt một lầu, thì đây là cái cửa cổng là rất là hoành tráng luôn. Thì có hai cái cánh cửa chính nha anh chị. Thì cánh cửa nào là cũng trên 2m2 hết 3 hết, thì chúng ta đậu ô tô đi vào ô tô đều được nha. Sắt thì là sắt này rất là kiên cố luôn. Và cái phần sân bên đây nè, thì chúng ta đậu ô tô á, thì chúng ta đi đường này, đậu xéo chiếc ô tô vô đây cũng được, hoặc là chúng ta đậu ô tô theo cái chiều này cũng được nha anh chị. Thì tặng tất cả nội thất nha anh chị, trừ tivi, máy giặt, tủ lạnh với cái khu vực gian thờ thôi nha. Thì nhà chúng ta là 4 phòng ngủ nha, 3 nhà vệ sinh, một không gian thờ rất là rộng luôn. Ở đây thì chúng ta nhìn sơ cái mặt dựng của nha, phải nói là biệt thự quá là đẹp luôn, rất là kiên cố nha. Rồi thì cái phần sân này là ốp gạch ha, gạch này gạch vỉa hè nè, chống trơn trượt nha, chống rong luôn. Thì trước mặt chúng ta là đường nhựa lỗ xoài, gọi là đường nhựa đường huyện 24B. Thì ở vị trí này chúng ta cách các ủy ban, trường học, chợ ha, bán kính là khoảng là 1 km là có hết nha anh chị. Và giá bán cho cái biệt thự này là 7 tỷ 800 triệu nha anh chị. Rồi thì ở đây cái khu vực sông, cái phần sân nè, thì có cây kiển nha, gia chủ để lại nha anh chị. Rồi bên đây thì có là cái chỗ mà nuôi hồ cá coi nè, hệ thống lọc có sẵn nha anh chị. Nhà thì chủ đang ở nhưng mà vì lý do cá nhân nha, chủ cần sang lại ha. Ở phần bên đây là phần trước nhà nha, đèn điện có sẵn hết nha. Thì bật mí thêm á, là gia chủ có là trang bị cái ngôi nhà này là hệ thống camera hồng ngoại nha, chống trộm hết luôn nha anh chị. Thì bộ đó thì theo giá thị trường lắp khoảng là gần 100 triệu nha anh chị. Thì đây thì có vòi nước nè, chúng ta tưới sân rửa xe đều được nha. Thì đây là phần hông nhà nha. Thôi chúng ta đi xung quanh nhà trước nha. Đây có kiển nha, gia chủ để lại cho mình nha anh chị. Thì cái phần này thì có đi sau tới cái phần hông nhà phía sau. Thì nhà chúng ta là tường cao hết rồi, khoảng là 3 mét luôn nha, rất là an toàn luôn. Cây kiển để lại nha. Thì phần sau này có tiếp giáp một cái sông, chúng ta thoát nước là vô tư luôn. Thì nhà ở mà gần sông sông á,
thì rất là mát mẻ nha anh chị. Và ngôi nhà của ta là cao hơn mặt đường khoảng 1,5 m trở lên luôn. Thì ở đây là có một cái kho nè, chúng ta để xe được nè. Thì gia chủ cũng có để đồ sơ sơ ha, thường xuyên sử dụng, ít sử dụng ha. Có hệ thống mà nước lọc luôn nha anh chị, lọc nước nha, không bị phèn nữa ha, sạch, chúng ta sử dụng an toàn theo thời gian, bảo vệ sức khỏe cho mình nha anh chị. Rồi chúng ta sẽ nhìn sơ lại ha, cái khung viên mà xung quanh ngôi nhà nha anh chị. Rồi chúng ta sẽ tiến vào cái phần bên trong ngôi nhà cụ thể hơn. Thì nhà chúng ta là rất là hoành tráng nha anh chị. Ở đây thì bậc của ngôi nhà ở đây ha, đá hoa cương quý anh chị thấy không? Và bậc 5 cấp nha anh chị. Thì những cái cột mà cột nhà này quý anh chị thấy không? Khoảng là 40, 45, 50 không á. Rất là chắc chắn luôn, nhà chúng ta thào chỉ khá là nhiều. Kỳ công ha, gia chủ lúc trước á mà có tiết lộ á là cách đây khoảng là 2 năm thôi, xây ngôi nhà này là khoảng là 3 tỷ trở lên rồi. Chưa bao gồm nội thất nha anh chị. Thì cái nền của cái ngôi nhà cao hơn cái sân này luôn á, khoảng là 1 m hơn nha anh chị, quá là cao luôn, nhà cao cửa rộng luôn nha. Rồi em sẽ tiến lên nha. Thì cái khu vực này, khu vực hạng 3 nè, gạch này thì gạch 8 tấc nha anh chị, rất là sang trọng cho ngôi nhà luôn. Thì bảo vệ là 4 cánh cửa nhôm Sifa nhập nha anh chị. Nhà chúng ta là trang trí tí cái chỉ rất là nhiều, rất kỳ công và rất là giá trị nha. Rồi đây thì cái khu vực gian phòng khách nè, thì để lại chúng ta là bộ ghế salon sofa hết nha, bàn luôn. Thì theo clip đầu em có nói là có tặng cái bộ tranh này nha, trị giá thị trường 400 triệu nha. Tranh này là tranh giác vàng nha anh chị, rất là giá trị luôn. Thì bảo vệ phòng khách này cũng có rèm hết rồi nha. Bên đây là chỗ để tivi nè, hồ cá nè, hệ thống lọc có sẵn luôn, rất là kỳ công. Thì ở tầng trệt này thì có là 2 phòng ngủ nha anh chị, không gian bếp, một nhà vệ sinh. Thì đây là cái phòng ngủ đầu tiên ở tầng trệt nha. Thì để lại cái máy lạnh cho mình nha anh chị. Tủ quần áo, giường, nhà xây rất kiên cố luôn. Ở trên là trần thạch cao ha, đèn led có sẵn nha anh chị. Thì khu vực này thì gia chủ có tận dụng, thấy không, chúng ta để một cái máy giặt nha anh chị. Đó. Thì đây là một cái nhà vệ sinh chung ở dưới tầng trệt nha, có tặng chúng ta là một cái bồn tắm luôn nè, bồn cầu, bồn sen có đủ ha. Nhà xây rất là kiên cố luôn. Ở đây thì có một cái gọi là cái lavabo nè, sinh hoạt ha, đánh răng, súc miệng rồi ha. Rồi tiếp theo thì cái không gian bên đây thì bên đây thì nãy em có quay rồi. Bên đây chúng ta đi một cái chiếu nghỉ, đi cái cửa sau đi ra ngoài nè. Nè, khu vực gian bếp nè. Thì để lại cho ta là bàn ăn, 4 cái ghế. Thì tủ bếp trên, tủ bếp dưới nha. Ở đây là những cái nội thất gỗ nè, giá trị nha anh chị. Thì đồ gỗ chim thì giá trị nó rất là cao. Thì chúng ta có thể nhìn xung sơ thôi. Đó thì để chén bát ly đũa ha, nồi ơ son chảo ha. Đó, cái hệ đựng chén ly cũng rất là hoàn thiện nha. Nhà gia chủ đang ở nha anh chị. Thì khu vực gian bếp nè, thiết kế theo chữ L. Đó là có lavabo inox 304, bếp âm có sẵn nha. Ở trên thì bên đây thì có là cái chỗ cửa sổ, chúng ta nếu mà chúng ta nấu ăn á thì mùi khói bụi nó sẽ thoát ra bên kia. Ở đây thì hồi nãy em có quay cho quý anh chị xem rồi,
cái nhà kho và cái mặt tiền phía sau, cái mặt tiền kênh nha. Ở đây là phòng ngủ nè, thứ hai ngôi nhà nha. Đó thì phòng này gia chủ tận dụng cho để đồ nha anh chị. Và cái cầu thang này rất là đặc biệt luôn, rất là giá trị luôn nha anh chị. Gỗ đỏ nha, kể cầu thang tay cầm đều vậy nha. Rồi thì chúng ta sẽ tiến lên ha, cái lầu 1 xem nó có gì nha anh chị. Thì lầu 1 gồm là hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh, khu vực gian thờ nha anh chị. Chúng ta hãy coi sơ nha. Thì khu vực gian thờ thì đương nhiên gia chủ không có để lại nha anh chị. Đó, chị chúng ta chỉ tham khảo thôi nha. Thì đây là phòng ngủ master lớn nhất của phòng nè, phòng ngủ thứ ba của cái ngôi nhà nha. Ở đây thì phòng rất là lớn luôn, để lại giường, tủ quần áo nha, bàn trang điểm đó. Thì đây là có một nhà vệ sinh riêng trong phòng, chúng ta xem sơ nha anh chị. Có là bồn tắm luôn, và bên kia là có phần ban công riêng nha. Thì ở đây là cũng có một cái phòng ngủ nè. Thì hiện tại là cũng có người ở trong, em không có tiện xem nha, trong một nhà vệ sinh thì cũng tương tự ha. Thì ở đây là một hệ thống cảm biến hồng ngoại nè, chống trộm nè, như đầu clip đã nói nha anh chị. Để gắn ra cái hệ thống này là khoảng 100 triệu quất nha. Còn đây là khu vực gian thờ ha. Thì phòng này chúng ta không thờ thì chúng ta có thể tận dụng làm phòng ngủ đều được nha anh chị. Thì nhà là 4 phòng ngủ nha, một phòng thờ nữa ha. Chúng ta ở 8 tới 10 người đều được luôn nha anh chị. Ở đây khu vực gian ban công trước nè, nó chuông gió nghe rất là êm đềm luôn. Đây phần ban công rất là rộng luôn nha anh chị, cho bạn ăn uống ha, tiếp khách, uống nước trà trên đây cũng được ha. Đây chúng ta nhìn xung quanh nè, dân cư san sát nhau nha. Này giáp ranh Mỹ Tho nhưng mà gần cái quốc lộ 50 nha anh chị. Phải nói là vị trí rất là thuận tiện luôn. Đẳng là có cái bản xã nông thôn mới Sông Bình luôn nha. Thì em xin tóm gọn lại nha anh chị. Nhà chúng ta tại là mặt tiền đường nhựa lộ xoài, tức đường huyện 24B nhựa nha anh chị. Hai mặt tiền Bình An, xã Sông Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang. Tổng diện tích đất và nhà là 223 m² phun thổ. Nhà quay về hướng đông nha, chiều ngang là 12,42, dài là 18,64 nha. Chủ đang cần bán với cái giá là 7 tỷ 800 triệu nha anh chị. Và quý anh chị nào có quan tâm đến cái ngôi nhà này cứ vui lòng liên hệ em nha. Thức Bất Động Sản miền Tây thì em sẽ cùng quý anh chị đi xem nhà và gặp trực tiếp chủ để thương lượng giá cả nha anh chị. Và cuối cùng xin hẹn gặp lại những video tiếp theo của Thức Bất Động Sản miền Tây nhé. Xin kính chào.